Thì các bạn, trong video này có một bạn hỏi mình á, cái cách để mà lựa chọn cái nguồn LED driver sao cho phù hợp với một cái thanh LED. Tại vì nhà các bạn đó có rất nhiều cái thanh LED nhôm hoặc là cái thanh LED dùng làm cho trang trí hồ cá. Các bạn muốn lựa chọn tất cả các bộ nguồn sao cho đáp ứng được cái yêu cầu là tất cả chiếc chip LED này nó sáng và sáng bền hơn ha. Thì trong video này mình sẽ nói về cái cách mà lựa chọn và tính toán cái nguồn LED driver sao cho hợp lý so với từng thanh LED. Ở đây quan trọng nhất là các bạn cái kiểm tra cho mình đó, cái trong cái mạch đó, như mạch cái thanh LED này nè, nó có cái cách mắc LED như thế nào. Mình giả sử như trong một nhánh nha, cắt LED rồi nó mắc nối tiếp với nhau, thế đây dòng qua một nhánh LED á, hay qua từng một chip LED này á, tại vì mắc nối tiếp nhau, dòng đi qua một nhánh á là chính là bằng dòng đi qua chip LED, thì nó phải nhỏ hơn 100mA nha các bạn. Còn đối với một cái mạch đó mà nó có hai chip LED mắc song song với nhau rồi nối tiếp như cái mạch này, thì các bạn chọn cái cường độ dòng điện qua một nhánh LED á, nó nằm trong khoảng là từ 100mA đến 300mA, là nó nằm nói chung là mức trên 100mA là ok cái cường độ dòng điện nè. Đây là cái cường độ dòng điện mà các bạn đo trong chế độ không tải nha. Tại vì các bạn nên biết cái nguồn LED driver này á, nguồn dòng có nghĩa là dòng ngõ ra sẽ không thay đổi cho dù các bạn đo có tải hoặc không tải. Tuy nhiên cái điện áp ngõ ra của mình đó nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào tải. Thì trong video trước đó, mình đã nói về cái khả năng và bị sụt áp là nguyên nhân là do chip LED nè, nó hoạt động á, nó kéo cái điện áp nó xuống, tại vì trong những chip LED này nó có điện trở, đồng thời những cái đường mạch trong thanh này nè, nó là mấy đường di động nó cũng có điện trở nha, thì lúc đó nó sẽ kéo cái điện áp. Khi mà các bạn đo điện áp không tải á, các bạn đo cảm thấy khá cao, mà khi mà các bạn gắn vô cái thanh LED này, thanh LED này nó hoạt động, thì các bạn đo lại cái điện áp trên hai đầu thanh đó thì sụt áp nó sẽ tăng lên, có nghĩa là điện áp các bạn đo lúc đó nó sẽ giảm nha. Thì ở đây có một số vài cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra, các bạn quan trọng nhất cho mình là cái cường độ dòng điện qua LED. Ở đây á, ILED á nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 150mA là để cho chip LED hoạt động bền bỉ tốt nhất á. Còn các bạn có thể lớn hơn 150mA một chút, nhưng mà lúc đó chip LED nó sẽ sáng hơn, đồng thời nó nóng hơn, nó dễ gây chết chip LED. Thì các bạn trong tính toán á, thì các bạn nên lựa chọn là dưới 150mA thôi. Còn cái điện áp trên LED á, VLED của mình á, nó sẽ bằng 3V DC là điện áp từ nhà sản xuất nha. Đối với những cái chip LED thông thường dùng trong mấy cái đèn tiếp LED cho 8 thanh LED đó, như 2835 hoặc là mấy chip LED 5030 gì đó, là các bạn nên lựa chọn là VLED của mình đó, là khoảng là 3V DC. Còn ILED đó nó nằm dưới 100mA là ok. Thì nói tóm lại á, là các bạn nhìn thấy cho một nhánh nè, nếu mà có các chip LED này á, nó mắc nối tiếp với nhau, thì các bạn chọn dòng á, nó khoảng dưới 100mA. Còn đối với cái mạch đó mà có hai chip LED mắc song song với nhau rồi nối tiếp như thế này á, thì các bạn chọn lựa chọn là dòng Y của bạn, nó bằng Y1 cộng Y2 nè, Y qua LED 1 nè cộng Y qua LED 2. Mà LED mình á lựa chọn là 150mA là mắc á nha các bạn, LED mắc á, thì các bạn chọn giá trị LED của mình á là phải dưới 300mA, từ cộng 150 cộng 150 nè, nó ra là 300mA. Còn cái dòng này á thì theo nhà sản xuất á, thì tầm tối thiểu của nó là khoảng 50mA qua một con chip LED.
thì mình cộng hai, nếu mà trong mạch đó có hai con chiplet này á thì các bạn cộng. Ở đây mình giả sử mình ghi y đi, cái dòng y nè các bạn, y một nè, y hai, y nè, y một, y hai, mình có là y bằng y một cộng y hai. Thì khi đó y á chính là dòng điện qua cái chip led 1, y 2 á là dòng điện qua chip led 2. Thì y tổng á sẽ bằng y 1 cộng y 2 là dòng qua hai con chip led này, tại vì nó mắc song song với nhau. Khi mà các bạn mắc nối tiếp với nhau á thì dòng nó bằng nhau nha. Còn khi mà các bạn mắc song song với nhau thì dòng á nó rẽ nhánh, rẽ qua chip led trên rồi rẽ qua chip led dưới. Thì dòng tối thiểu của mình á, y led mắc của mình á là 150 mA. Thì mình tính được cái y led á cao nhất á là nó nằm trong phạm vi nè 300 mA. Còn thấp nhất á là các bạn nó chỉ còn 50 mA thôi, là các bạn cộng hai cái này vô là khoảng 100 mA. Nè. Các bạn nên chọn á cái y led của mình á dưới tầm 50 thôi. mA là được nha. Thì khi đó các bạn sẽ có được cái dòng này. Ở đây mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy nha. Với cái nguồn led driver thứ nhất, đây mình có một cái nguồn led driver như thế này. Trước tiên là các bạn đo cái cường độ dòng điện cho mình, coi nó khoảng bao nhiêu. Đây, mình dùng một cái đồng hồ, mình chỉnh cái thang đo ampe cường độ dòng điện. Thứ nhất á, các bạn có một cái bộ nguồn led driver bất kỳ, các bạn cấp cho thanh led, thì các bạn đo cái cường độ dòng điện trước cho mình. Ở đây mình dùng hai cái đầu nối nhanh nha, mình đo cái điện áp ngõ ra. Đây, rồi các bạn kẹp cái que đo của mình lên vô luôn, hai độ âm dương á nè, độ âm nối độ âm, độ dương nối độ dương nha. Tiếp tục mình lấy cái đầu nối nhanh, mình sẽ cấp nguồn vô cái bo nguồn led driver này, mình đo cái cường độ dòng điện trước. Đây là cái nguồn led driver thứ nhất nha. Rồi các bạn nhìn nè, mình sẽ cấp nguồn vô, các bạn coi coi cái cường độ dòng điện của mình là đo được bao nhiêu. Rồi, đối với nguồn thứ nhất á, nguồn led driver nha, các bạn đo ở chế độ không tải cho mình. Ở đây á, mình đo được cái giá trị của nó là 0.08 A, có nghĩa là 80 mA thôi. Nè, cường độ dòng điện của mình á 80 mA. Như vậy á, cái nguồn này á, các bạn nhìn cái dòng nè, nó dưới 100 mA là nó chỉ loại có thuộc loại là cái nguồn cấp cho từng dãy led như thế này thôi, mắc nối tiếp nhau, chứ không thể là nào mà cấp cho dòng cho cái hai chiếc led này mắc song song với nhau, tại vì nó dưới cái mức 100 mA, nó chỉ có 80 mA thôi. Rồi, mình sẽ làm một cái demo cho các bạn thấy. Như đối với cái thanh led này á, là hai con chip led của mình nó mắc song song với nhau, thì mình cứ dùng cái nguồn này à, mình thử cấp vô coi nó sáng hay không. Mà chắc chắn là không sáng nha. Đây các bạn thấy nè, mình đo thử cho các bạn thấy là cái một cái thanh này á, là hai chip led này mắc song song với nhau. Nào, thấy không? Một nhánh của mình á là chỉ hai con led mắc song song với nhau nha. Đây, trong trường hợp này thì cái dòng tối thiểu của nó để cho led này sáng á là khoảng 100 mA.
Mà cái dòng này chỉ có 80 mAh. Các bạn nhìn xem coi nó sáng hay không ha. Cái thanh nó có hai đầu âm dương nha, các bạn hàng đúng cho mình. Đây hai ngõ ra âm dương. Các bạn hàng dương lên dương, âm lên âm. Đây như vậy mình đã cấp nguồn xong rồi. Đối nguồn led driver này nè. Rồi mình dùng một ổ cắm nha các bạn. Đây dây điện của nó đây, mình cắm vô coi nó sáng không nha. À hiện tại nó không sáng nha. Tại vì dòng của nó không có đủ dòng để mà nó sáng. Là cái led của mình nó là tối thiểu là có 50 nè. Đối với một con chip led, mà ở đây hai con chip led của mình đó là cái tối thiểu của nó là 100 mAh. Còn đây có 80 mAh chắc chắn là nó không sáng rồi. Mặc dù các bạn đo điện áp nó vẫn có. Ở đây mình đo điện áp. À, các bạn đo điện áp hai cái đầu này nó vẫn có bình thường. Đây mình kéo cái đồng hồ vô. Nào mình đo cái điện áp vẫn có nha các bạn. Cái này chế độ có tải luôn nha. À, các bạn thấy không? Mình đo giá trị là khoảng 107V. Chế độ có tải luôn nha. Nhưng mà dòng ở đây nó không sáng á, là do nó thiếu. Như vậy đối với cái nguồn led driver này á, là các bạn nên lựa chọn đầu tiên cho mình là cái giờ cường độ dòng điện, chế độ không tải. Rồi tiếp theo đây mình sẽ lấy hai cái nguồn led driver khác. Mình chứng minh cho các bạn thấy là cái dòng á nó quan trọng như thế nào. Đây ở đây mình sẽ có hai cái bộ nguồn led driver. Mình cũng cấp nguồn vô cho cái thanh led này. Cái thanh led này á số lượng chip led là 100 con led nha. Nè, nó gồm là 50 nhánh nha, một nhánh là hai con led mắc song song với nhau. Đây là một nhánh của nó nè. Thì tổng chip led là các bạn nhân cái số lượng chip led cho một nhánh đó là hai con chip led mà các bạn nhân với 50 nhánh đã ra 100 con chip led. Thì các bạn đếm số lượng trên cái thanh led này á là 100 con. Các bạn có thể tính được cái điện áp của cái thanh led này cần thiết để mà nó hoạt động á. Như vê led của mình á, hôm nãy mình đã nói là vê led của mình là 3V nha. Thì một nhánh của mình là 3V nè, mắc nối tiếp với nhau. Thì V là bằng tất cả cái điện áp này cộng lại. À, điện áp này 3V nè, lên đây 6V nè, 9V nè, cái này bạn cộng. Ở đây mình tính là khoảng 50 nhánh. Mà các nhánh này mắc nối tiếp với nhau thì các bạn nhớ lấy 3V là các bạn nhân 50. Thì nó ra 150V. Đây là cái điện áp mà điện áp cần thiết để cho dãy led hoạt động. Thì các bạn lưu ý cho mình á, đối với nguồn led driver là loại nguồn dòng nha. Cái dòng á ngõ ra sẽ không thay đổi. Tuy nhiên á, cái điện áp ngõ ra sẽ thay đổi phụ thuộc vào tải. Thì nó phụ thuộc vào mức độ sụp áp nữa. Ở đây mình có V không tải á. Nếu mà các bạn mà chọn cái trường hợp mà nó lớn hơn 150V là đối với trong tính toán của mình á, là cái điện áp cần thiết của bạn dãy led này sáng là 150V. Các bạn chọn điện áp lớn hơn 150V thì lại dãy led mình nó sẽ sáng hơn ha. Các bạn đo điện áp không tải cho mình. Còn đối với trường hợp á mà điện áp của mình nó nhỏ hơn 150V thì cái dãy led này nó vẫn sáng nha, nhưng mà sáng yếu hơn. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất ở đây á, mình nói là cái cường độ dòng điện y led của mình là đối với trường hợp mà hai led mà mắc song song với nhau á thì nó phải nằm trong khoảng là từ 100 mA trở lên đến trong khoảng 300 mA là cái led này nó mới sáng. Trường hợp này hôm nay dưới 100 mA là nó đã sẽ yếu rồi nha, nó không ăn sáng được. Thì đây mình có hai nguồn led driver này, mình sẽ đo cái điện áp không tải và cái dòng không tải coi nó ra bao nhiêu để cung cấp cho cái dãy led này nó sáng. Đây đối với cái nguồn led driver thứ nhất á,
mình cũng đo điện áp không tải trước. Và mình đo cái cường độ dòng điện không tải luôn nha. Các bạn chỉnh cái thang đo khoảng 1000 mdc cho mình. Thì trước tiên các bạn có nhiều bộ nguồn led driver này thì các bạn cứ lựa chọn. Các bạn cứ đo giá trị cho mình. Đo không tải với đo cường độ dòng điện, điện áp. Đây đối với nguồn thứ nhất nha. Rồi mình sẽ cấp điện vô. Nè các bạn thấy không? Cái điện áp của mình đó là đo được khoảng 269 V. Đối với nguồn led driver đó thứ nhất. À, số 1 nè. 269. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tắt nguồn. Mình đo cái cường độ dòng điện không tải. Coi nó khoảng bao nhiêu à? Nó nằm trong phạm vi đúng không? Rồi các bạn thấy không? Cái Y của mình đó là khoảng là 0.12A, có nghĩa là 120mA, 120mA. Đây giá trị của mình rồi, 120mA nha. Như vậy so sánh với cái bảng này á, mình thấy là nó thỏa cái điều kiện ILED nè, cái dòng qua nè. 100mA. Nhỏ lớn hơn 100mA và nhỏ hơn 300mA. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn coi cái dãy led này nó có sáng hay không ha. Mình sẽ lấy hai sợi dây điện mình hàn vô. Thì các bạn ở nhà các bạn có thể thử nghiệm tùy ý. Các bạn nhớ nha, đo cái điện áp của mình á, ngõ ra ngõ vào á thì có hai đầu âm dương. Thì các bạn phải hàn cho đúng chiều của nó. Đừng hàng lộn nha các bạn. Nối với đầu dương, đầu âm, nối với đầu âm. Lưu ý không để chạm chân nha các bạn. Cái cây nào đó các bạn cạo ngay giữa coi, coi cái chì nó bị chạm hay bị lem không, nó làm chập hai chân cộng trừ mất công nó nổ bao nguồn led driver. Rồi như vậy là mình cấp nguồn lại, mình đo xem coi cái dãy led này nó có sáng hay không ha. Các bạn thấy không? Ở đây rất là sáng nha. Tại vì trong quay camera cái này nó các bạn không thấy, nhưng mà thực tế bên ngoài các bạn thấy rất là sáng. Đối với cái điện áp nè, nó lớn hơn cái mức điện áp mà mình đã tính toán. Thì tiếp theo đây mình sẽ tiếp tục thử nghiệm cho các bạn thấy là cái bo nguồn thứ hai. Đây là bo nguồn led driver thứ nhất của mình nha. Đây mình có bo nguồn led driver thứ hai. Các bạn cung cấp nguồn vô, các bạn đo chế độ không tải.
ở nhà các bạn có nhiều bộ nguồn thì các bạn có thể lựa chọn tùy ý, nhưng mà chủ yếu là nó phù hợp. Mình cũng dùng một cái đầu nối nhanh, mình tiếp tục mình đo điện áp không tải với cường độ dòng điện ngõ ra không tải, coi nó có phù hợp với cái dãy led này không ha. Mình đo cái cường độ dòng điện trước luôn nha. Rồi, mình cấp nguồn vô. Rồi, các bạn thấy không? Trong cái trường hợp này, cái giá trị mình đo là khoảng là 110 mA và 0,1 ampere nha các bạn. À, số 2 nè. Cái giá trị cường độ điện của mình đó, nó vẫn nằm trong cái phạm vi của nó là 110 mA. Đây, nó vẫn lớn hơn 100 mA nha. Đây, mình đo cái điện áp ngõ ra không tải luôn. Mình coi, mình vặn 1000 dc, mình đo cái điện áp coi nó ra nhiêu. Cái giá trị không tải của mình á chỉ có là 128 V dc, không là chưa gắn vào tải nha. Cho nó 130 V luôn. Đây nè, cái chỉ của mình 130 V. Cái mức điện áp này các bạn, nó sẽ nhỏ hơn cái mức mình tính toán cần thiết. Mình nói ở chế độ không tải nha. Nào, dưới 150 V, coi cái dãy led này nó có sáng hơn không không. Hôm nãy là mình lớn hơn 150 V. Tại vì nó tính lớn 150 V, nó còn tính cái vấn đề và sụp áp trên led với là trên cái đường dây đồng á, trên bo led. Thì vấn đề sụp áp nó sẽ kéo điện áp nó xuống. Rồi khi mà mình cấp cái nguồn á mà nó cái điện áp của nó dưới 150 V thì mình xem cái điều gì xảy ra. Nhưng mà dòng của nó vẫn nằm trong cái phạm vi cho phép, là nó vẫn lớn hơn 100 mA trở lên nha. Và nó dưới 300 mA. Ở đây tương tự hôm nãy á, là các bạn cấp nguồn đầu dương ra đầu dương, âm ra âm, cấp đúng điện áp của nó, đúng chiều cực tính luôn nha. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn. Các bạn xem coi cái đèn led này có sáng hay không nha. Đối với cái nguồn led driver nè, cái mức của nó là 130 V, và cường độ dòng điện không tải của nó là 110 mA. Coi nó sáng không, nó đủ đáp ứng yêu cầu này không. Rồi, các bạn thấy nó sáng không? Rồi, đối với nguồn led driver này á, như vậy là nó vẫn còn sáng nha các bạn. Vẫn ok à. Nhưng mà trong trường hợp này á, nè, mình khuyên các bạn á, nên lựa chọn cái nguồn nào á mà nó lớn hơn 150 V một xíu là ổn nhất. Thứ nhất là cái nguồn nó làm cho đèn led nó sáng yếu hơn. Cái thứ hai á là nó làm cho cái có IC nguồn led driver này nè hoạt động quá mức nha. Nó thiếu cái điện áp để mà còn đủ cung cấp cho cái dãy led này.
Nên mình khuyên các bạn á, trong quá trình lựa chọn á, thì các bạn nên chọn cái mức điện áp nào lớn hơn cái điện áp mà các bạn tính toán được. Mình giả sử được cái ở đây là mình tính toán là 50 nhánh thì mình ra cái giá trị là khoảng là 150V. Đối với công chip LED là điện áp 3V ở một nhánh á, thì mắc nối tiếp là các bạn cộng dồn vô, nó ra 150V. Ở đây mình sẽ khuyên các bạn nên chọn lượng áp lớn hơn 150V. Mặc dù các bạn chọn dưới điện áp 150V thì nó vẫn hồi sáng ok. Như cái trường hợp này nè, cái điện áp của mình á, nó chỉ có 130V thôi, so với 150V mình tính toán. Nhưng mà mình khuyên các bạn không nên sử dụng cái trường hợp này, tại vì các bạn nên chọn trên đây á, nó còn sụp áp nữa nha, nó làm cho cái nguồn này á, nó dễ nóng và dễ bị hư hơn. Thì các bạn nên chọn cái giá trị lớn hơn 150V là ok, tại vì vấn đề và sụp áp trên chip LED này nè. Như vậy đối với cái nguồn LED driver, các bạn lựa chọn quan trọng nhất cường độ dòng điện ELED cho mình là nó cho nằm trong phạm vi này. Có nghĩa là thứ hai, các bạn tính toán cái điện áp cần thiết 150V như thế này thì các bạn nên chọn cái điện áp là lớn hơn nha, là nó sẽ ổn hơn, ổn định hơn so với các bạn mà chọn yếu hơn. Điện áp yếu hơn so với mức danh cái định mức mà mình đã tính toán đó, nó sẽ làm cho LED đó, thứ nhất nó yếu cái cường độ ánh sáng, cái thứ hai cái nguồn LED driver này á, nó dễ bị hư, nói chung là không ổn, không tốt. Thì các bạn nên cho lựa chọn nè phù hợp cái giá trị mà nói chung về không tải của mình á, các bạn đo lên lớn hơn cái giá trị điện áp mình tính toán được, tại vì nó bù giá trị điện áp đó, nó phải bù vô cái phần sụp áp nữa. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách tính toán và lựa chọn cái nguồn LED driver phù hợp đối với đèn tiếp LED 8 nè, LED bulb nè, hoặc là thanh LED. Thứ nhất là các bạn quan trọng nhất là cái ELED cho mình nha, cho phải đủ cái cường độ điện qua LED. Cái thứ hai các bạn tính luôn cái giá trị điện áp của trong một nhánh á, cái điện áp không tải của mình á phải lớn hơn một chút xíu so với điện áp tính toán. Rồi vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.